kính chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây, ngày hôm nay nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có nắng nóng, tập trung chính là ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Trong 3 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ tiếp tục mở rộng hơn về phía nước ta, nắng nóng vì thế ngày một gia tăng hơn. Từ ngày mai, cường độ nắng sẽ mạnh hơn, một số nơi có thể đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trong 3 ngày tới, dao động từ 25 đến 37 độ. Đáng lưu ý là tuy ban ngày có nắng nóng nhưng về chiều tối vẫn có mưa rông. Trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Tương tự tại các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới cũng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng là 34-37 đến 37 độ. Tuy ban ngày có nắng nóng nhưng về chiều tối vẫn có thể có mưa rông rải rác. Trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Ở miền Trung, ngay từ hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có nắng nóng trên diện rộng. Dự báo là từ ngày mai, cùng với sự phát triển và mở rộng của vùng thấp nóng, thì nắng nóng sẽ lan rộng hơn và cường độ cũng gia tăng với nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng là 35-38 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng gai gắt khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng 38 độ. Người dân nơi đây cần chủ động có biện pháp tránh nắng cũng như là bổ sung đầy đủ khoáng chất để đảm bảo sức khỏe. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong hôm nay và 3 ngày tới cũng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngày đêm trên khu vực, giao động trong khoảng từ 27 đến 38 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên người dân cũng cần chủ động tránh các hoạt động ngoài trời và trang bị đầy đủ vật dụng tránh nắng khi ra đường. Phần còn lại, từ Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp hơn, giao động từ 25 đến 34 độ. Ở vùng cao Tây Nguyên, 3 ngày tới vẫn chịu tác động của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần. Vì thế mà khu vực tiếp tục duy trì mưa rào và rông về lúc chiều và tối. Cục bộ vẫn có điểm mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật đi kèm. Còn về nhiệt độ, dự báo trong 3 ngày tới, nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm nhẹ, chỉ dao động trong khoảng từ 20-32 độ đến với các tỉnh thành Nam Bộ, tại đây cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên mưa rông về chiều tối cũng tăng cả về diện và lượng, có nơi có mưa to với lượng mưa đạt ngưỡng là 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Do mưa tăng nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ, ngày đêm giao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ.